Một anh chủ cơm tấm quận 3 sinh năm 62 năm Dần. Hỏi Khải Toàn, năm này năm Dần là 5 tuổi, mình mở thêm chi nhánh mới, không biết có nên không? Không biết có nên kiêng kỵ gì hay không? Khải Toàn thưa, ở tuổi ngoài 50-60, anh còn lưu tâm nhiều đến 5 tuổi năm hạn, chẳng khác nào tự mang tư tưởng phiền não vào chính tâm trí của mình. Một năm 12 tháng, vòng đời có lên có xuống như hình kim tự tháp. Năm này năm nọ, chính yếu vẫn là nhân quả. Nếu trước kia anh không tạo nghiệp bất thiện, đến năm hạn 5 tuổi sẽ không có trở ngại lớn. Đủ duyên thì anh nên làm. Đời này không có trở ngại, khó lòng vươn lên. Trở ngại sẽ cho anh thêm kinh nghiệm. Vì vậy, hãy loại bỏ tư tưởng tiêu cực là một cách để cải biến vận hạn. Cũng như trường hợp vừa nêu trên, lo sợ 5 tuổi không thể xây cất nhà, không nên cưới hỏi hay sao? Không nên sinh con, quả thật là mê lầm. Mê ở đây là huyễn hoặc tự chính tâm trí của mình bằng những suy nghĩ thiếu tích cực. Có phước tài sản mới có được nhà cửa, biết bao người không có được điền trạch. Có duyên có nợ mới thành vợ chồng con cái. Ngày lành tháng tốt hay chỉnh thể phong thủy là sự khởi đầu để thuận lợi, giúp mảnh đất đó được dung hòa hơn, không phải phép màu biến đen thành trắng. Dù tốt hay xấu, cách cải vận tốt nhất vẫn là cải biến từ tâm. Tu tâm là chỉnh sửa tâm tánh. Khi đó có thỉnh thêm vật gì đi nữa, chỉ là một tác động trợ lực nhỏ thêm thôi. Chính yếu vẫn là tâm tánh của bạn. Ngoài ra, vận hạn của bạn, tài lộc của bạn phụ thuộc vào phong thủy ngôi nhà bạn đang sống. Bất luận bạn tuổi gì, dù vận hạn năm Nhâm Dần và năm Quý Mão ra sao, khi bạn sống chân thiện, năm nào cũng là năm lành, sống nơi nào nơi ấy sẽ vượng khí. Như trên Khải Toàn đề cập, xem vận hạn nhằm trải nghiệm, không phải xem để thêm lo lắng, chẳng khác nào lấy rác cho vào tâm trí của mình. Giả dụ khi thấy việc bất bình, nếu bình luận lời bất bình là tạo thêm nghiệp, là tự đem rác vào tâm của mình. Người nói lời bất thiện, người đầu tiên nhận chính là bản thân người nói. Vì vậy, xem vận hạn để tự khắc phục. Ở đời này sống để kiếm tiền, không phải sống để kiếm chuyện. Nghĩ được, làm được như vậy, mai ra mới có được phong thủy tốt. Đừng vội quan tâm đến vận mệnh khi tâm bạn chưa an, chưa tin vào chính bản thân của mình. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.